nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về mũi khoan từ Hitachi đến từ Nhật Bản, phi 18 x 35 nha các bạn nha. Đây, Made in Japan, các bạn có thể nhìn thấy bên dưới ha. Đó. Nhật Bản thông thường người ta rất là kỹ càng nên ta niêm phong lại hết mũi, tránh trường hợp là bỏ hàng phay vô các bạn nha. Rồi tôi sẽ khui bên trong mũi có cái gì các bạn. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ thấy trên đầu mũi nó sẽ khắc chữ Hitachi, phi 18 x 35. Rồi phía dưới của nó là mũi hợp kim, các bạn có thể nhìn thấy ánh kim của hộp kim cực kỳ chất lượng, cực kỳ tốt các bạn ha. Đây, mũi này có thể khoan được 200 tới 300 lỗ, nếu chúng ta sử dụng dầu nhiệt tốt thì chúng ta sẽ được khoảng 400 lỗ luôn á các bạn nha. Rồi tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về mũi khoan từ Hitachi. Các bạn yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm một số hàng mới.